Xin chào buổi sáng cả nhà mình nha. Chào mừng cả nhà đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại là mình đang có mặt ở làng chài Sơn Hải cả nhà, thuộc xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam của tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay mình xuống dưới đây thì có chị mình quen, chị cũng xem kênh mình lâu rồi cả nhà. Thì hôm nay chị rủ mình xuống dưới đây chơi, thì sẵn mình đi chuyến miền Tây về á, rồi mình xuống dưới đây cũng cái làng chài Sơn Hải này cách nhà mình khoảng 13 cây số cả nhà. Thì hôm nay mình xuống đây mình khám phá thử làng chài Sơn Hải mình có những gì nha cả nhà. Thì ở đây chủ yếu bà con đánh bắt hải sản đấy, rồi làm những cái công việc giống như là nuôi tôm nuôi cá đó cả nhà. Nhưng mà mình ít khi mình xuống dưới đây lắm. Hôm nay có cơ hội mình xuống đây. Làng chài Sơn Hải này là người ta đặt cái tên Sơn Hải có nghĩa là ở đây là núi và biển kế bên nhau luôn, người ta đặt tên là làng chài Sơn Hải. Có một cái tên đặc biệt nữa gọi là làng chạy gió cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà mình cùng đồng hành video hôm nay với mình nha, để mình đi khám phá làng chài Sơn Hải có gì nha cả nhà. Đây fan nhà fan hâm mộ đó nè. Hả? Chào cô. Đây cái. Vừa. Sao? Xăm xăm mà cho bà hoài mới chứ. Minh sao mày xăm mày đi chỗ nào ơi? Mình ở đây xăm mà cháu bà. Trong tớ là fan hâm mộ anh. À rồi 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 xong bà đuổi đi không? Rồi xong mẹ khóc không? Mua đồ nè, rồi về nấu rồi xong rồi cả nhà ăn đồ rồi ba. À vậy hả? Đó, ngày nào lắm quay mà. Fan hâm mộ fan cứng hay nha. Fan cứng. Cho cái fan cứng nha. À rồi cô bán gì đây? Bán nước xăm. À bán nước xăm á hả? Con đi qua làng chài xíu đó nha. Đây. Và coi bây giờ này có cá có tôm gì không? Đó. Ồ ở đây bán đồ ăn nhiều quá chị. Ở đây bán ăn. Đây là hàng trái cây của thím Hiệp. Đây là khu vực trong chợ, chỗ mấy cô bán rau hành trái cây rồi nhiều lắm. Cái đường này là mình đi ra chỗ buổi sáng á, chỗ mấy cô mấy chú Tám cá ơi. Tôm rồi vô cho con miếng mực đây vậy mình. Hả? Tám. Dạ cho con mực hả, lấy mực để đổ bánh căn ra. À tí nữa đi, bây giờ tí nữa mình lên lại mua, ý là mình mua bây giờ đi, tí nữa của đó là người ta hết đó. Vậy hả? Mình lấy vậy xong mình lên là cho người ta đổ bánh căn ngay chứ một lát nữa là hết luôn á. À đổ bánh căn ở đâu? Đây nè, chỗ đây mực luôn đây nè. Hả? À, một nửa cái đó để đổ bánh căn ăn là đủ hả? Cái này mà đổ, cái này đổ bánh căn ăn không? Đổ mực này ăn sống được không chị? Ăn sống sao ăn? Ông em nhúng chanh vô thì ăn sống được, thấy mực nó tươi không? Mực tươi lắm cả nhà ơi. Đây. Lấy một nửa cho con đi. Vậy lát đây lấy đi, lát lên lấy đi. À, lấy để ra lấy cho cô đi. Lát nữa lên. Để lại cho con nha, lát nữa con lên lại con. Dạ, lát nữa cho con. Chị xem mua là gì nhiều vậy? Nói gì nghe hết rồi đó. Đây. Nói gì? Ăn cá. Ừ. À, đi, xuống dưới kia coi. Đây. Chỗ khu vực chỗ này mấy cô không? Cá là ở đây mình kế bên biển luôn á, mình lấy lên mình bán luôn hả? Xuống đây là thấy biển luôn nè. Ừ. À, thấy mấy chị làm cá tận tay luôn nè Minh. Mấy chị làm cá này làm vô để phơi khô hả? Ừ. Làm đây gì rồi xong phơi khô nè. À. Mấy bà làm sạch sẽ rồi xong rồi mấy bà phơi lên rồi chiều phơi rửa. À làm sạch sẽ xong rồi phơi khô luôn cả nhà. Quay chị lên luôn nha. Cá này cá gì vậy chị? Cá nhông. Cá gì? Cá nhông. Cá nhông mà. Dạ. Nhông. Thôi lên cho nó nhông. Chị vui. Cá nhông. Cá nhông. Cái mao vô cối vậy. Mao này cứ dù có đưa có nghiệp gái à. Không cá sao. Này là cá nhồng hay là cá nhông? Cá nhồng, cá nhồng. Như ông nhông viên nhầm á. À, nhờ ông nhông viên nhầm, cá nhồng cả nhà. Cá nhồng, cá nhồng ra chứ gì. Cá này là mình chỉ có phơi khô hả? Chỉ phơi khô. Dạ. Đáng tiểu sạch sẽ từ lai từ. Ở đây đá vô luôn phải không? Ở đây làng chài đa số bà con mình làm đi đánh bắt cá, rồi cá làm cá khô, cá tươi cũng có, rồi làm mắm nữa cả nhà. Cả nhà ăn ai chút mua cả nhà. Ở đây cô có bán trời ơi, cái cá này mà... là em biết hả? Cái rổ mực kia nó rất là tươi luôn. Ồ, chị làm gì vậy? Chị cái này ăn sống được không? Dạ được, về chấm muối tiêu xanh.
chấm như... em thấy, thấy chị em thấy luôn. Em thấy trên trên mạng người ta hay hay nhúng vô người ta ăn đó, nhúng bò tạt cũng được luôn hả? Người ta nhúng vô là người ta ăn liền á, thấy túi luôn nè, thấy không chị ha? Đây wow, một quá trời tươi luôn cả nhà ơi. Ừ, thấy túi luôn. Nhưng mà ví dụ nó phải nhảy đạch đạch ra nhúng ăn mới đã, phải không? Đúng không? Cái này là chị mang đi đâu? Dạ, mang đi bán. Mang đi leo cho bé hả? Quá tươi luôn cả nhà ơi. Mới lên luôn nè. Cá quá trời cá. Cá này. Ừ. Mực tươi quá, còn tươi. Mực còn tươi rói luôn á cả nhà. Biển nè, cả nhà thấy không? Biển nè, cái đó là ghe đúng không? Ghe đúng rồi. Ghe buổi sáng vô á, bây giờ là vô rồi. Mực quá trời tươi luôn. Dạ. Tư mà thấy túi luôn á thím. Dạ thím hai. Dạ. Mực quá tươi luôn á. Bây giờ về mình về dưới biển á mình mua hải sản là cá tôm rồi con cái gì cũng tươi hết cả nhà. Ở bên đây thì mấy cô đang ngồi lựa tôm biển này cả nhà. Đấy, con tôm còn nhảy luôn. Tôm nhảy được tập. Tôm nãy kêu là tôm biển á con. Tôm đây là tôm tôm gì? Tôm tôm gì? Tôm đì á, tôm tôm đì mà đều nó kiểu như nó mới lấy về á. À tôm đì hả? Ừ. Còn tươi luôn á chị. Cá này là lâu lắm rồi con mới thấy nè. Cá này kêu là cá trích hả không cô? Cá trích hả cô? Cá trích, à, cá trích. À, cá này lâu lắm rồi mình mới thấy. Cá này thường là người ta nấu ngọt hoặc là phơi khô à? Dạ. Dạ. Nấu ngọt hoặc phơi khô cả nhà, cá trích này nè. Bên đây là mực. Ủa, mực đó là mực ống hay mực gì nó dài dài cô? Mực ống hả cô? À mực ống nó dài dài cả nhà. Mình thích mấy con mực ở đây thấy không? Mực tôm ở đây tươi lắm cả nhà. Bà con mình ở biển á, mình được có một cái mình ăn hải sản tươi. Nhưng mà nhiều khi đồ đồng là không có. Lấy bởi vì ở đâu thèm đó. Ở trên kia thì con ăn đồ đồng quá, con thèm đồ biển. Mà dưới đây đồ biển thì ăn nhiều quá thì cũng thèm đồ đồng. Bên đây là có cái này ngao hả cô? Sò. Ngao đâu? Con này con ngao hả? À? À, con này con sò cái nha. Này bắt xa không cô? À đúng kìa. Mình cũng thích trải nghiệm bắt mấy con này lắm cả nhà. Xuống biển mình thích đi bắt mấy con này. À, chị xe này vẫn còn đang mua cá bên kia. Buổi sáng mấy cô ở dưới đây thân thiện, mấy cô nói chuyện vui lắm cả nhà. Cá đồ thường lái đồ họ cũng đi xuống đây họ lấy về để họ mang đi các chợ họ bán. Cái này à, cá nục hai loại hả cô? Cá nục còn đây cá trét. Dạ. Cá trét với cá nục không? Cá trét với cá nục. À, cá trét như này, cá trét với cá nục cả nhà. À, quà cá nục tươi trắng luôn nè. Cái này à, mua về nướng ha. Cá nục này mua về nướng cả nhà. Nướng. Buổi sáng á, mình xuống dưới biển á, mình được con cá mình ăn cá tôm mực tươi á cả nhà. Nhìn cái nào mình cũng muốn ăn á. Ở đây là cá tươi không qua nước đá. Dạ. Đúng rồi, không qua nước đá luôn nha cả nhà. Cá tươi hoàn toàn không có đông lạnh, không đông đá nha. Mua nhiều vậy? Chị thích cá nục. À chị thích cá nục. Cá nục này ăn béo phải không? À, cá nục này béo lắm cả nhà. Cho đây, dạ, đây, đây, đây. Xuống cho. Để chị khiên cho. Ốc hương ở đâu vậy cô? Mua hả? Đã ăn bự. Wow. Ốc hương này con coi cả nhà ơi, còn sống luôn nè. Ốc còn sống luôn. Đây nè, nó bò trong cái thau nó cả. Đó, nó bò hồi nãy thấy rồi. Ốc hương này à. Ốc hương này bao nhiêu một ký vậy cô? Cảm ơn cái này nhiêu ký cắm? Đâu có đâu, hút mà đại chứ. Đại à, mua hả? Hả? Mua thì mới ăn, thì tao nói cá còn không mua thì bên này nướng. À vậy hả? Ừ, có mua không? Không mua. Không mua hả? Ủa? Có mua thì mua, có chưa? Ký, còn không mua thì bảo mật. À,
nhưng mà dạ có chưa? Wow, từ quá trời luôn. À, nói là công an bắt hả? Nói là công an bắt á cả nhà. Quá trời. Ốc cỡ này là bự hết cỡ chưa chị? Ốc này là mấy chục con ký. Mà. Mấy chục con ký. À. Nhưng mà cả nhà thông cảm nha, tại vì chưa có ai mở hàng cho chị á. Chưa ai mở hàng á, nãy đang bò là mình. Mình hỏi là mình phải mua, chứ mình hỏi mà mình không mua là chị không có nói. Bò quá trời luôn. Trên này phải có người mở hàng. À. Nó đang bò rồi. Mình nhìn mình cũng muốn mở hàng lắm mà chị Sen nói chị Sen mua hết rồi cả nhà. Ở ngoài kia là ủa đang vô hả? Ghi á, ta đi biển ta vô á. Xuồng vô hả? À, xuồng ta vô. Đi ra đó coi thử được không? Được. Còn... Cả nhà ơi, buổi sáng nè. Ghe đậu nhìn đẹp. Anh mấy anh đang chèo xuồng kìa. Có cá gì không anh? Anh ơi có cá gì không? Có cá có tôm gì không? Thúng công mà mình chưa có cá là cá nó người ta chửi cho bán sớm rồi. Dạ, vậy đó đi thúng công vô hả? Biển mát quá cả nhà. Buổi sáng mình xuống dưới biển á, mình đi ngắm biển và buổi sáng rất là cảm thấy rất là trong lành luôn. Tại là mình đang ngồi ở một cái quán bánh căng ở trong chợ Sơn Hải. À, chị Sen có mua mực mang qua đây cho chị chủ dạ. Tiệm sẽ đổ bánh căng. Tại vì ở dưới quê bánh căng bánh xèo ở chỗ mình là không cho chị mua cái mình muốn ăn cái gì á thì mình cứ mua mình mang tới là người ta sẽ đổ bánh theo cái ý của mình, giống như mình muốn ăn bánh căng trứng thì mình mang trứng gà ở nhà tới thì người ta sẽ đổ cho mình. Rồi mình muốn ăn thịt, muốn ăn mực, muốn ăn tôm thì mình cứ có mình mang tới đây. Người ta sẽ đổ cho mình luôn. Còn nếu mà mình không có thì người ta bán á, mình mua thì giá sẽ cao hơn cả nhà. Còn mình có mình mang tới thì giá sẽ rẻ hơn. Đây là quà rổ mực tươi. Đây. Khoe với cả nhà mình là đây là rổ mực tươi luôn, mình vừa mới mua bên ngoài kia đấy. Đây là chị Sen mua là để vô đây mình đổ bánh xèo, bánh căng. Cái này đổ bánh xèo bánh hay bánh căng? Bánh căng. Cái này là đổ bánh căng. Nó vừa không? Vừa chứ, lấy con nhỏ á. À, còn không bự quá thì mình sẽ cắt ra hả? Ừ, thì mình cắt ra làm hai. Quá trời tươi luôn cả nhà ơi. Cái này mà mình thấy người ta hay quay ở trên mạng là chấm sốt vô á rồi ăn đó chị. Đúng rồi. Con nhỏ thì có thể chấm được. À. Cùng đổ nhân phụ. Lấy cái con nhỏ ra. Chợ ở đây buổi sáng rất là náo nhiệt luôn cả nhà. Thì cũng lần đầu tiên em vô chợ ở đây á. Em thấy bà con ở đây rất là thân thiện luôn cả nhà. Em thấy mình quay phim là mấy cô kêu là quay đi, quay chị nè, quay cô nè. Nhưng mà kiểu mình thấy mấy cô thân thiện thì mình cũng vui, nhưng mà không phải cái gì mình cũng quay được cả nhà. Có những cái nên quay và có những cái không nên quay. Mến khách. Nhưng mà mấy cô ở đây, bà con ở đây mến khách lắm. Làng chài mình là ai cũng thân thiện hết. Xuống dưới đây là vui lắm cả nhà. Nãy giờ mình quay cả nhà thấy ai, người nào người nấy hả? Bán mua gì cũng vậy, cười nói vui lắm. Đi chợ mà thấy mua mấy con cá mà ngồi nói chuyện quá, tách trưa về nấu ăn là vừa. Đây chị sẽ hai con luôn hả? Hai con luôn. Bỏ hai con vô luôn cả nhà. Đấy, mình đổ bánh căn mực này, mực tươi vậy đó. Ăn sáng gì là quá chất lượng rồi cả nhà ơi. Còn gì bằng nữa. Đây, bỏ vô. Đặc sản vùng miền là rồi, còn cái nào nữa không? Còn đây ha. Dỡ nắp ra luôn, dỡ ra.
Chín hết rồi, chín hết rồi. Wow, trời ơi, cả nhà ơi. Wow, con mực à, vừa chín tới nè. Con mực vừa chín tới, đã quá cả nhà ơi. Quá ngon luôn, quá hấp dẫn luôn. Bên kia chị đang bỏ mỡ hành vô kìa. Quá ngon luôn rồi. Nè, cả nhà thấy hấp dẫn không? À, chị Sen lấy mắm. Mắm gì chị em? Bây giờ mình ăn mắm gì ta? Mắm nêm là ở đây làm luôn đúng không? Mắm nêm ở đây làm á. Ở đây làm mắm nêm luôn. Rất là ngon rồi. Đây. Rồi, vô mắm nêm đi. Làm mắm nêm cho em nha. Rồi, ok, mắm nêm luôn đi cả nhà ơi. Mắm nêm mà có me không vậy? Có. À đúng rồi, phải có me mới đúng nha. Đây, nè. Đúng rồi, thấy rồi. Đó, mắm nêm phải có me nè cả nhà. Rồi. Đó, cho nhỏ ăn chỗ này mình không nổi giờ. Coi chừng mặn á. Đây. Ớt luôn. Dạ rồi, rồi. Thử mình thử mắm nêm xong lát mình qua mình thử cái khác. Nước cá, cái xong nước cá. À, có nước cá kế bên luôn. Đây, ăn, rồi, chị Sen ăn gì? Chị Sen lấy đây. Mắm gà. Có mắm ruột nữa nè Phụng. À, Minh. Dạ. Mắm ruột nữa nè. Là ruột con cá muối ra nha. À, biết rồi, biết rồi. Quà đã vậy. Mắm ruột hả? Hấp dẫn lắm. Quà, mắm này mắm ruột. Từ ruột con cá đúng không? Từ ruột con cá đó. Đúng rồi, chính xác. À, mời cả nhà mình nha. Em thử một miếng vẫn còn mực này cả nhà. Đó, giờ chị xem, chị Sen đây. Đang, đi tới đâu chụp hình đó đó. Ừ nè, đừng. Chứ sao chụp ạ? Bánh nè. Không chụp đây. Không quay mặt đâu ạ? Ừ. Đó, em mình chụp là bao đẹp luôn. Đó, đây. Rồi cái bánh nó sẽ vô cái tô nè Minh. Vậy à? À thả vô cái tô. Rồi thả cái tô ạ? Thả vô cái tô. Rồi. Rồi em. Đó. Nè. Mặt gặp mày. Dạ. Quen có bà chị mà khó chụp hình lắm cả nhà. Rồi vô. Mời chị Sen nha, mời, okay, mời cô, mời cả nhà mình. Cô Loan bánh mực. Mời cả nhà mình bánh căn mực ở quê mình. Quê mình là đặc sản là bánh căn bánh xèo nha. Đây, khói lên cả nhà thấy không? Quá trời mực luôn. Dạ, con đi ra con lấy trước này, con sụp lét lên hết. Có cho mình nó ăn. Mời cả nhà mình. Để lại trước. Má con suốt ngày chứ toàn là quay. Mời cả nhà nha. Thủy. Thử con mực cả nhà. Mình miền Tây. Ăn bánh này chị. Dạ. Nhiều lắm. Bánh mực nè thấy. Bánh mực á ăn ơi. Ừ. Wow. Mực mới lên đổ ăn ngọt quá. Chanh không? Ừ. Khỏi chanh uống được. Không có rau à? Bánh căn này không có ăn rau không? Vậy hả? Bánh xèo mà ăn rau. Ừ. Ở đây không có ăn rau cả nhà. Ở đây người ta không có ăn rau. Dân biển là thường ít ỏi ăn rau lắm. Dạ. Yeah. Ừ. Nấu canh nhà người ta ăn canh chua mà. Dạ, ở dưới biển không ít ăn rau. Dạ, đâu rồi. Dạ, ở trên núi mới ăn rau nha cả nhà, ở dưới biển không có ăn rau. Cũng đúng rồi. Tại vì bà con ở dưới biển người ta số ăn hải sản là ăn không vậy à. Ăn không ạ. Ít khi nào mà ăn rau á, mình ở trên núi trên đồi mình có rau nhiều mình ăn mới ăn rau à. Mời cả nhà mình. Coi em một gái mà. Rồi chị Loan qua đổ nè. Mấy chị đây ăn được gái á. Có con gái nè mày coi chị. Chị chưa nhựa nướng ra cho thị em gái lắm á. Ừ. Đó hả? Để ra một cái hết. Ngon quá. Mực này cả nhà ơi. Mực ăn mềm. Ăn cũng để. Dạ. Ừ. Mình nhai vô nó giòn lắm. Nhưng mực dao mình nó giòn giòn. Ừ đúng rồi. Chị Sen dắt em đi chuyến này là quá hợp lý luôn rồi. Khám phá chợ Sơn Hải. Ủa sao ở đây lại có biệt danh là Sơn Hải hả? Cái gì á? Làng làng gì á? Trời gió. Làng chạy gió vậy? Làng chạy gió. Là tại sao lại gọi là làng chạy gió? Làng chạy gió có nghĩa là ở đây rất là vùng miền này rất là nắng gió rất là nhiều. À vậy ha. Cho nên có mấy tháng nó rất là nắng. Gió cho nên là để tám mùa gió là người ta ở trong nhà. Ở đây gió dữ lắm hả? Gió dữ lắm, nóc nhà khi nó kêu nữa. Wow. Vậy hèn chi mới có cái, còn một cái tên gọi khác là làng chạy gió. Làng chạy gió chứ? Chạy gió. À, làng chạy gió. Vậy là gió quá phải chạy à? Còn địa danh ở đây là Sơn Hải có nghĩa là em hiểu không? Đúng rồi. À. Sơn Hải là Sơn là núi. Biển là biển với lại núi kế bên nhau. Núi là núi nó giáp với nhau.
Có nghĩa là biển ở đây ôm núi luôn cả nhà. Biển ôm núi luôn cho nên đây là làng Sơn Hải. Còn chạy gió là em cứ nghĩ là thì em cũng nghĩ là gió quá nên bỏ chạy đó. Nên kêu là làng chạy gió. Chị Loan, ăn bánh canh nè. Đây, con này là con nè. Cô ăn bánh gì? Nè, nhiều lắm cô ăn đi. Ở đây mấy cô lấy hải sản vô đổ ăn không à cả nhà. Mực tài chợ ra đổ tài chợ luôn á. Ăn hết còn đổ mực nữa cơ mình. Sau khi mà ăn bánh căn xong rồi mình đi qua bên đây, mình làm một ly rau má. Rau má không à hả cô? Rau má không à cả nhà. Ủa, ở đây cô có bán sông Nam. Đây, đây là thau sông Nam. Làm con ly sông Nam gì ta? Sâu sáu thục lụ gì đó. Nhiều người nói là mình là Minh nó vô chợ nó ăn dữ quá. Ăn dữ mà đi thấy thằng gì ăn ven ven ngập ngập gì ăn thanh. Mà nói thiệt chứ cả nhà chứ mình đã review chợ mà mình không ăn thì nó phí lắm cả nhà ơi, mình phải ăn. Nhưng mà sau khi mà mình tắt máy xong là mình không ăn nữa. Chỉ khi nào mình ăn mình mới quay cho cả nhà coi thôi. Thì bây giờ mình sẽ thử một ly rau má. Hồi nãy ăn bánh căn bên kia là mực của mình. Mực của mình mang tới mình đổ thì người ta chỉ lấy tiền bột thôi. 22 cái thì 22 ngàn. Tính ra là tiền bột chị lấy 1 ngàn một cái. Ăn 22 cái. Review ly nước này là 5 ngàn luôn. Hả? Ủa 5 ngàn hả? 5 ngàn. Ly nước rau má này 5 ngàn cả nhà. Ở dưới quê đi chợ ăn uống rẻ ha. Vậy tính ra là sáng là cầm cỡ 20 ngàn là ăn đủ rồi. Rau má mình mới kêu thêm một ly gì đó, sông Nam. Sông Nam sâu xa hột lụ. Ở dưới quê là mấy món này là phải nói là quá là phổ biến rồi cả nhà, ai cũng biết. Phường bánh căng bên đó Minh ăn hết luôn không? Bởi vì nói thiệt cho mình thích đi review chợ lắm. Đi review chợ. Ủa, có ra đây luôn hả? Ăn ngập mặt luôn. Có 5 ngàn. Có 5 ngàn ly rồi cả nhà ơi, mình ăn đi chứ mới có gì đâu, tiếc. Sô sa, cái gì? Sông Nam sô sa, học lụ. Đây này cả nhà, 5 ngàn một ly nha. Mình phải khuấy lên này. Trong đây có cái gì? Có nước dừa. Có gì nữa? Hả? À, có nước dừa trong đây nữa cả nhà. 5 ngàn nữa ấy. Nhỏ kia đã ăn nhiều quá. Ở dưới quê mình cứ ăn 5 ngàn vậy đó. Mấy cô ngại quay phim mà mình quay hướng này không thấy đâu. Wow, nó béo lắm cả nhà ơi. Bị nước sữa nha. Đây là sô-sa nè. Bà chủ bán giữa mặt ra cho người ta thấy nè. Sô-sa được làm tận gì vậy? Chị xem biết không ta? Cái đó chị không biết. Cái lá hả? Lá sông Nam. À, cái lá này là nhà em có. Lá sông Nam á. Lá sông Nam thì lá sông Nam thì nhà em có. Mà còn cái sô-sa nè. Cái sô-sa này nè. Cái sô-sáo. Sô-sáo này nè, làm từ gì đây nè? Cây á. À, cây thiên nhiên nó nấu ra rồi. Nấu ra hả? Còn mấy cái hột lụ kia là gì đây tự làm luôn. Gì đây tự tay làm. Nói chung là tự làm hết đó. Tự làm hết bán mới có lời được. Chứ cái gì mình cũng mua thì không có lời được. Chị xe ăn ly nữa đi. Không không, bụng nào ăn cho đã nữa. Nằm cho bên chân. Mình ăn bao nhiêu ta? Ở bờ rau ngon quá. Nấm. Béo lắm cả nhà.
cả nhà. Này là ốc. Ốc gì? Ốc này là ốc ngựa. Ốc ngựa. Ừ. Đây con là... này là ốc quắn. Ốc quắn. Ốc quắn á, ra từ ốc quắn. Đây là ốc rẹn. Ốc rẹn. Sò sả ớt. Cũng giống nhau hết ra. Đúng rồi. Nghèo sò. Đây là con dắt. Con kia là sò đá. À. Sau đây khi là mà... cái gì? Con này là con lư nè, nó khéo nằm mình. Đâu? Đưa nó là con lư. Đưa ra. Con này con lư hả? Đúng rồi, con lư. Dạ, con lư. Nè. Ăn sao? À, chấm với loại nước mắm mi. Vậy hả? Mắm gừng, mắm được, mắm mi cũng được. Nè. Đây. Đây lư. Sau khi mà ăn sáng xong thì mình ra cái khu này là khu ngoài chợ, khu bên ngoài. Thì ở đây gặp cô bán rất là nhiều loại ốc sò luôn cả nhà. Lấy cho chị nửa cái ốc ngựa. Mấy ốc này lễ không thích đâu, bây giờ lấy cái kia ăn thử đi. Lư cho nó một nắm lư nó ăn thử đi. Chị thì không biết ăn lư. Ủa sao vậy? Khó ăn lắm hả? Không phải, chị giống như là nó mềm mềm á. Cái gì mà mềm mềm là chị sợ. Đây là con ốc ngựa nè. Ốc ngựa cả nhà. Để đây là con. Dạ dạ. Mà cả nhà mình ốc ngựa. Ốc ngựa nó ngon lắm. Tại sao mình lại gọi là ốc ngựa ta? Không biết sự tích nữa, nó không giống con ngựa mà sao lại gọi ốc ngựa. À sao người ta gọi là con ốc nè, ngựa? Nè là nó có cái móng này giống như móng ngựa nè. Đó, móng ở ngoài đây là giống bèn con ngựa chắc, nè. Chắc là giống móng ngựa cả nhà. Thế nó bay ăn luôn nè, chị lên sóc bữa. Đây, nó ốc mà nhìn dễ thương chưa? Cho lên sóc bữa cũng được. Ừ. Mới ta coi mắm gừng đúng không? Mắm gừng. Nhưng mà chị thích ăn mắm mi hơn. À, mắm mi ngon hơn cả nhà ơi. Tới giờ ta coi tụi ta có lên sóc bữa đẹp à. Là thấy ốc ngựa nó chạy hết. Ở dưới quê mình á. Ngày nào tao quay mày là cầm cú lắm chứ. Dạ. Bành cứng rồi. Ở dưới mà quê mình là ăn cái gì cũng ăn mắm mè. Không ăn mắm, không thích ăn mắm gừng mà ăn mắm mè đâu. Quay sao mà ngày nào quay, ngày nào quay. Mắm gừng. Cay không? Không có cay nhưng mà mình kiểu mình thử cho biết thôi cả nhà. Dạ. Đó, mua ủng hộ chị Hai bị đi. Ừ. Ăn ngựa. Thử cái đây ấy, thử con. Thử luôn hả? Này cho. Một con nha. Dắt ngon lắm, chắc lắm. Con dắt hả? Con dắt là con gì vợ, tưởng con nghêu chứ. Con dắt. Con dắt. Người ta vẹt ở biển á. Đắp cái nằm xuống lớp vậy nè, bắt đầu người ta lấy nước nó tẹt tẹt lên. Con dắt cả nhà ơi. Ngon lắm. Không, nó đã xào rồi, em khỏi chấm nữa. Vậy hả? Ừ. Xào xào ướp rồi. Làm dép nhau, ngon không? Ngon đúng không? Ngon. Ngon, con dắt nó chắc lắm. Ừ. Dắt nó ngon mà. Rồi con kia. Con kia con sò đá. Sò đá hả? Ừ. Cho em xin con ơi. Sò đá, ngon. Nhiều không? Mà chị bán làm sao? Dạ 40.000 một ký. 40.000 một ký. Ừ. Sò đá này 40.000 một ký. 35. À. 40.000 một ký. Là lư anh không đủ để lại đó. Chị mua cái này. Ăn con mà ăn được. Mua cái kia đi. Mua ăn sò đá hay là ăn con dắt? Ăn sò đá đi. Sò đá đi. Cho nó nửa ký sò đá đi. Ừ. Cay quá, cái này cay quá. Cái ngon của đem lạc ớt thôi. Tại cái con lư mình ăn không được nên là mình đổi con lư mình lấy sò đá. Sò đá nó không bằng con chim chép không? Dạ. Yeah. Ừ, con dắt không? Dắt. Dắt nó ngon hơn. Dắt nó ngon hơn con sò đá nữa. Ngày nhưng mà chim chép nào cũng ăn. Ok, cho nó thưởng thức đi. Mấy cái ốc này thì mình ăn rồi, mình không ăn nữa. Ốc gì? Mày cái gì vậy? Mày nói, giờ mày có mẹ. Ăn đi. Không. Ăn cái này đi. Ăn cái này đi. Không, được rồi, như đó thôi. Thưởng thức, thử cho biết thôi chứ. Rồi bây giờ ăn mắm nào cho nó múc rồi đi qua kia. Mắm me đi, chị thích ăn mắm me, lấy mắm me đi. Lấy bị mắm me nó đi không. Giờ mình sẽ đi qua bên kia mình quay mấy chị nhặt rong hả? Đúng rồi. Mấy chị nhặt rong cả nhà. Mấy chị kêu là biết mình xuống cho nên là rủ mình đi qua đó. Nên là giờ mình sẽ đi qua quay nhặt rong nha. Nhặt rong bên bãi á. Lạnh không? Hả? Lạnh không?
Không à, không lạnh à. Đi sớm mà đi tắm biển đã ha. Mình đi qua nhà mấy con ở đâu? Hả? Nhà ở đâu? Mấy đứa ngại nó không có nói chuyện cả nhà ơi. Ủa cái này em thấy rong bự bự vậy sao mình không bán à, mình cột lại mình đi nuôi hết chị? À để gầy giống mà. Mình gầy giống mình phải lựa những cái to gì hả? Có đâu, cái đây máu mua giống về. À. Mua giống về. À, cái này chị kêu là mới mua giống về để nuôi. Mình nuôi bao lâu mình mới thu hoạch vậy chị? À, nhưng mà thường là khoảng bao lâu? 20 ngày là mình nuôi cỡ 20 ngày à hả? À cũng. Dạ cũng tầm đó, tầm 20 ngày một tháng gì đó là mình thu được cả nhà đây nè. Là có nghĩa tới chừng đó là mình đem nguyên chùm mình lên luôn hả? Hay là mình. Dạ. Dạ. Kìa, ồ anh đang trèo ra kìa. Ủa sao quên xin ảnh đi theo chung được rồi? Quên xin đi theo rồi. Có không? Ai đi ra đi theo chứ. À đó hả? Xin đi theo ra thả luôn cả nhà. Có đâu vậy sống. Xây sống thì nằm trong xuồng không cổng vô chứ có gì đâu. Hả? Thì nằm đó ngọn thúng đông chở vô chứ đi đâu đâu. Mình xin đi theo ra rồi chạy kêu sợ xây sống. Sống này ăn thua gì? Sống biển mà cũng có đi vài lần rồi mà không sao đâu. Tại nó lắc qua lắc lại à? Để tí nữa mà em có ói em quay cho khán giả coi luôn. Để chờ anh chắc là mình xin đi theo ra mấy coi mấy anh thả thử sao nha cả nhà. Quay đâu có livestream đâu. Lỡ like rồi giờ sao đây? Lát về tắt không? Sợ cháy màn hình nữa. Chết rồi chưa? Cháy màn hình về mất công sửa nữa à. Chú ông đàn thả rồng vô trong cái thúng để chuẩn bị mình mang đi ra ngoài biển á, mình thả xuống dưới biển mình nuôi. Tí nữa mình sẽ xin theo ông chú đi ra coi chú thả như thế nào nha cả nhà. Đấy. Giờ mình đi. Anh cho em đi theo không? Ra đâu? Mình đi theo ảnh. Hả? Có ngào được không? Ngào trong cái thúng này nè. Trời. Từ nhỏ tới lớn là chưa bao giờ đi cái thúng này. Theo như kinh nghiệm thì anh cho em hỏi là em có bị ói không? Ói hả? Trời. Trời ơi, anh nói là ra đó là coi. Anh nói trò này đi ra là ói là đã luôn. Đây chứ. Chơi mà sợ. Wow, sóng dữ hả? Trời ơi, quá trời sóng luôn. Wow, sóng mạnh như vậy. Bây giờ sao anh? Trèo lên đây nè. Trèo lên hả? Ấy ơi. Rồi. Ngồi xuống dưới luôn hả? Ngồi xuống dưới luôn hả? Rồi. Anh kêu mình ngồi xuống dưới luôn. Anh đẩy ra. Trời ơi, ướt lưng rồi. Wow. Sao? Sóng kinh khủng luôn, bây giờ chỉ cầm điện thoại nghe mấy. Wow. Ủa, anh đi ra hả? Ủa, anh đi ra hả? Đưa cái đây. À, anh đi ra hả? Wow, sóng quá cả nhà ơi. Sống mạnh quá không có đi được. Ủa nãy biết gì ngồi trở luôn. Quá trời sống luôn rồi cả nhà ơi, ướt đồ hết rồi. Ướt đồ hết rồi. Hả? Ai biết đâu, tưởng đâu là ấy không được leo xuống. Đó đi cả. Trời ơi, vậy là mình phải ngồi yên đó mình đi được rồi. Mình phải có nghĩa là mình phải tận dụng cái sóng đánh vô là kéo cái xuồng ra cái hả? À
mình đâu có biết đâu. Hèn gì anh đẩy nó là cái sóng nó đánh vô là nó sẽ, khi mà nó ra nó sẽ kéo cái thúng theo ra. À, mình không có biết mình. À, sóng đánh vô xong cái rồi em té lên cái đống rồng á. Em sợ hư rồng em leo xuống. Không có sao đâu. À. Mình sợ hư rồng leo xuống ai ngờ kéo cái thúng lại anh đi luôn rồi cả nhà ơi. Rồi anh đi mất tiêu rồi. Đó, đi ra lúc mà kia luôn rồi kìa. Trời uổng ghê luôn á. Cả nhà mình ơi. Thật sự là cái nghề biển nó không có đơn giản giống như mình nghĩ đâu cả nhà ơi. Nó gian nan, nó khổ hơn là ở trên đất liền nhiều luôn á. Cả nhà nhìn Minh này, ướt hết luôn. Có nghĩa là Minh vừa, tại vì Minh không có quen mấy cái này á, tại mình ở trên đất liền, mình xuống biển mình đâu quen mấy này đâu. Thì ảnh kêu Minh là lên ngồi trước đi. Đấy, mà mình thấy ảnh đẩy, nhưng mà sóng đánh mạnh quá cả nhà. Thật sự hôm nay gió rất là mạnh luôn á. Thì ảnh kêu của Minh á là gió lắm, mình đừng có nên đi theo là ói chịu không có nổi đâu. Ói là có phải nói là ói mặt xanh luôn á. Nhưng mà mình cũng ráng, mình nói là mình muốn đi theo để mình quay cho cả nhà mình xem á. Nhưng mà mình chưa có kinh nghiệm, mình không có biết. Mà vừa leo lên á mà sóng đánh mạnh quá, mình bị té vô cái đống rồng của trong sụn của ảnh á, là mình sợ nó bị hư. Cho nên là mình mới nhảy xuống. Đấy, mà khi Minh vừa nhảy xuống là cái sóng kéo cái thúng đi ra luôn. Và ảnh bay theo, ảnh leo lên cái thúng ảnh đi luôn. Còn Minh là Minh bị bỏ lại cả nhà. Cho nên là Minh bị ướt đồ hết. Rồi cuối cùng Minh cũng không có đi theo ảnh được. Phải nói là ở đây gió sóng rất là mạnh luôn. Bởi vì người ta có cái tên là làng chạy gió đó cả nhà. Người ta kêu làng chạy gió đúng là không có sai không? Có nghĩa là gió rất là mạnh luôn, cho nên là bà con ở đây phải bỏ chạy luôn á. Sóng rất là mạnh, cho nên bây giờ là mình sẽ đi vô cả nhà ơi. Mình không thể nào mình đi theo mấy anh được rồi. Ví dụ như là ghe đồ thì mình còn lên mình đi theo được, chứ còn cái thúng là coi như là thua rồi đó, không đi theo được cả nhà. Nên bây giờ mình sẽ đi vô nha. Mình vô trong mấy cái chòi này, ở ngoài biển có mấy cái chòi này. Mình vô mình uống nước, mình nghỉ ở trong đây cả nhà. Không theo mấy anh được rồi. Trời ơi, sóng mà đánh cỡ đó, mình ở đất liền mình xuống mình không quen coi như là đúng thiệt. Một là mình té, còn hai là mình chỉ có mắt ói, mà ói đến khi nào mà ói không nổi, không còn gì để ói nữa thôi. Đấy, nên là bây giờ mình sẽ đi vô nha. Xin phép cả nhà mình đi vô luôn. Thì cảm ơn cả nhà mình từ sáng giờ đã quan tâm theo dõi video của mình. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nha. Hy vọng là cả nhà mình xem video sẽ luôn like và chia sẻ để ủng hộ cho mình. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ mình xin phép kết thúc video tại đây cả nhà. Một sự trải nghiệm ở một làng chài Sơn Hải rất là thú vị. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà.